Xin chào anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì trong khuôn khổ video này thì em vừa về một chiếc Toyota Camry 2022 phiên bản 2.5Q hoàn toàn mới. Thì như anh chị thấy, điểm qua một số cái khác biệt là mặt ca lăng đã được thiết kế lại, là được thêm một miếng ốp nhám, và đặc biệt là gì, là thấy logo 3D là có phụ trách cái chức năng là gói an toàn Toyota Safety Sense. Và bên dưới có camera trước trong hệ thống camera 360, la răng 18 inch và đã được thiết kế lại. Có cửa sổ trời này, có hắt kính lái HUD, có màn hình mới 9 inch và hệ thống loa JBL. Và đặc biệt là cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu chỉ có 7,09 lít. Mà máy là máy mới anh chị nhé, máy mới được tăng mã lực mà cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu rất là tiết kiệm. Và đặc biệt là hướng đến hiện tại thì các cái xe của Toyota mới ra mắt đều hướng tới, thứ nhất là tiết kiệm nhiên liệu, thứ hai là tính năng an toàn. Có cảnh báo điểm mù trên gương, có 8 cảm biến, có nghĩa là được bổ sung thêm 2 cảm biến trước so với phiên bản 2020. Và ngoài ra thì đã Camry thì được phân phối thêm hai phiên bản nữa, 2.0Q thì option nó gần bằng so với cả phiên bản 2.5Q 2022 này. Và ngoài ra thêm một phiên bản nữa là 2.57 máy xăng điện. Thì trong kênh của em cũng đã cập nhật hết tất cả phiên bản cho anh chị rồi đấy. Thì anh chị cần xem qua video thì có thể là vào kênh của em. Và nếu mà cần hỗ trợ gì về giá, cần tham khảo về giá, bởi vì là cái thời điểm em quay video này thì nhà máy chưa ra cái giá chính thức nên chưa cập nhật anh chị được, thì anh chị cần về chính sách giá này, về lịch xe hay là về cái thông tin gì cụ thể hơn, hay là cách thức để mua xe thì cứ alo giúp em qua số điện thoại em để trên màn hình nhé, thì em sẽ xin phép báo giá là cụ thể hơn. Phiên bản 2.5Q và phiên bản 2.5G thì nó chỉ khác nhau một số thông tin cơ bản, ví dụ như là cam 360 này, hai cảm biến trước và máy móc. Còn lại là các option khác như Toyota City Sense hay là loa, về màn hình, về la răng, về đèn thì đều giống nhau. Mà nhìn bề ngoài nếu anh chị nhìn lướt qua khó thể có thể phân biệt được là phiên bản hai phiên bản khác gì nhau, bởi vì là ngày xưa ấy thì cái cụm đèn của 2.0G và 2.5Q nó khác nhau. Tuy nhiên là đến phiên bản 2.0Q này thì cũng được dùng chung bộ đèn với bản 2.5 này, nên là nếu mà lướt qua là anh chị có thể khó để phân biệt được. Cũng đều có cửa sổ trời, và hiện tại thì nội thất cũng đều có, vẫn có được hai sự lựa chọn là màu be và màu đen. Hiện tại thì có 4 về lựa chọn về màu sắc là màu đen này, màu đen ánh kim, màu trắng và màu đỏ. Thì anh chị nào cần cái lịch xe như thế nào thì liên hệ giúp em qua màn hình nhé. Thì còn anh chị cần thêm thông tin gì thì cứ gọi điện giúp em. Còn em xin phép là hẹn anh chị thêm ở cái video lần sau, em sẽ cập nhật được cụ thể hơn về giá hay là về chính sách. Chào anh chị và hẹn gặp lại.